Mở đi. Từ từ. À 1 2 3 là ung đôi từ đấy là mở ra là uống luôn nhá. Đấy, ung đôi từ đấy. Ok, hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với channel Quang Linh Vlog. Thì hôm nay là mình nghĩ ra một ý tưởng, đó là trôn mấy anh đen nhé. Trôn bằng Coca và Mento. Và Lidl thì đi đâu không biết, nhưng mà mấy anh đen ngủ. Bây giờ buổi trưa rồi anh em ạ, rất là nắng luôn. 14 giờ trưa đấy, nên là mấy anh đen ngủ trưa nhá. Thì bây giờ mình có ý tưởng, đó là sẽ đi mua Coca và Mento để trôn mấy anh đen. Mua về ấy, sau này mình nói là thử thách uống hai chai Coca-Cola to ấy, và mấy anh đen mở ra ấy sẽ có phản ứng như thế nào thì anh em cùng chờ xem nhá. Bây giờ đi mua nhá, đi mua Coca-Cola và tí điện lên đồ về nhá. Đi đâu cả trưa chứ không thấy nha anh em. Hay đi ngoài đường lắm, không biết lý do như thế nào hay đi ngoài đường lắm. Hay là tìm gái cũng nên. Ok, cho mình xin vài giây để giới thiệu cho các bạn một trò chơi nhá. Đó là game chơi giải trí. Game này có tên là Infinite, trò chơi rất hấp dẫn luôn. Mình thường thường ấy, buổi đêm ấy là mình hay đưa ra chơi, giải trí rất là cao và giảm stress sau những giờ làm việc mệt mỏi ấy. Nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi cũng như là cách tải về nhá. Có thể tải trên CH Play này và App Store. Anh em ấn vào viết là Infinite. Đấy, lên đầu tiên luôn này, thì lên đầu tiên luôn. Mình đã tải về sẵn rồi. Nên là anh em nào mà thấy game này hay và giải trí cao thì anh em đánh giá 5 sao để ủng hộ app nhé. Game rất hay. Ok, đăng. Ok, thì bây giờ mình đã tải về rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở ra chơi luôn. Level mình chơi cũng level 8 rồi nhá, rất là đẳng cấp luôn. Bây giờ mình sẽ bước vào chơi và giới thiệu cho các bạn nhé. Cách chơi là anh em man này là man 8 nên là rất là khó. Còn mấy man mà man 1, man 2, man 3, man 4, man 5 ấy rất là dễ luôn. Bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách chơi này. Chạm nhẹ này để di chuyển nhá. Đây là dừng lại đấy, là thả tay ra là dừng lại. Đấy, rất là hay nhá. Rồi, muốn đi liên tục là anh em phải dí. Đấy, chạy. Quá đẳng cấp. Ê dừng lại. Ê. Ê. Đây, đấy. Màn này là mình sẽ vượt qua. Tại vì rất là dễ. Mình nghĩ là rất là dễ thôi, còn chơi này nó khó đấy. Ờ, dễ lên, 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 lên. Đấy. Đấy, đơn giản, đúng không anh nhé? Quá đơn giản. Được 312 quả dâu này. Đấy, xem quảng cáo là được nha anh nhé. Anh em cứ vào xem quảng cáo là được. Đấy, được 312 quả dâu là sẽ đổi skin nhá. Game Infinder này là có 30 nhân vật tạo hình VIP nhá. Quá đẳng cấp. Bây giờ mình sẽ vào skin anh em xem này. Nhận skin mỗi nhân ấy thì mình có 1400 dâu. Bây giờ là mình sẽ nhận skin này nhá. Để đổi skin. Có rất là nhiều skin luôn nhá. Ê con heo. Ok. Bây giờ là mình sẽ dùng con heo này để chơi luôn. Đập ra. Đấy, chơi luôn nhá. Chơi màn này khó trời. Anh em cứ dí liên tục là nó đi liên tục. Còn mà anh em muốn dừng lại là cứ thả tay ra là nó dừng lại. Wow. Trời. Đi. Đấy. Wow. Đấy. Đó. Chà. Quá đẳng cấp. Đây 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 đàn này. Anh em nhìn thấy đàn chưa? Chính đạn là thua luôn đấy. Đó. Đấy. Rất là dễ. Đấy, anh em có thể xem quảng cáo nhá để nhận thêm dâu và đổi skin nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ chơi một màn skin VIP cho anh em xem nhá. Skin VIP này là chơi rất là đỉnh luôn nhá. Bây giờ mình sẽ vào chơi này. Rồi, lên. Dừng lại. Đi, đi, đi. Skin VIP này có thể tăng tốc rất là nhanh luôn nhá. Đấy, đi luôn. Đấy, sẽ nó sẽ tăng tốc kiểu là đánh bại tất cả luôn nha anh em. Giờ thắng. Ok, app này là app Infinder nhá. Infinder này là một app chơi game rất là giải trí cho những cái bạn mà hay làm việc này và cũng như là trẻ em giải trí này. Ok nhá. Thì link tải mình có để dưới phần mô tả và anh em muốn tải về thì hãy vào CH Play và App Store để tải về nhá. Và đừng quên đánh giá 5 sao cho app nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Linh đồ nha anh em, linh đồ, linh đồ. Ok, thì linh đồ mới về thì mình nói là đứng ở ngoài đợi mình một tí. Còn mấy anh đen thì đang ngủ đây này. Đấy, mình mua đây rồi nhá.
mua Mento này và Coca-Cola này. Tí thử thách mấy anh em nhá. Bây giờ là bỏ Mento và Coca-Cola và thử thách mấy anh em. Ok, bây giờ là đi kêu mấy anh đen để trốn nhá. Ok, xong rồi nha anh em, cất cái này không mấy anh đen biết. Bây giờ đi kêu mấy anh đen nhá. Ôi, 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 phải ra video, ôi, phải ra video, ôi. Trời, ngủ rồi, ngủ mà mồ hôi toát luôn nhá. Trời. Rồi, làm video thử thách uống Coca-Cola nhá. À, Lino, Lino. À, uống Coca-Cola không? Yeah. Uống Coca-Cola đi. Ờ, ok, thử thách nhá. Ok, thì bây giờ là mới mua hai chai Coca về để thử thách uống. Ok, để thử thách uống. À, uống có hết không? một đi uống hết bốn người, hai chai. Ok, có. Cuatro amigos là đôi Coca-Cola. Ok. Đấy, thử thách nhé. Uống nhanh nhá. Uống nhanh hết hả? Ờ, uống nhanh hết. Thằng hả? Ờ, uống nhanh là thằng. Ờ, hai thằng mi mở cái chai đi này. Ok. Ờ, Avoce Amriesi, đôi amigo Ali là bebe Aisi, đôi amigo Ali bebe Aisi. Đấy, hai người uống một chai và hai người uống một chai nha anh em. Rồi, bây giờ là thử thách nhá. Để xem mấy phút nha anh em. Tầm, mình nghĩ là tầm 5 phút thôi. Đúng. Rồi. Bây giờ là một yêu con ta ung đôi từ đấy là đôi amigo amri á. Đấy, một hai mở đi từ từ. À, một hai ba là ung đôi từ đấy là mở ra là uống luôn nhá. Đấy, ung đôi từ đấy. Thử thách được nữa rồi. Cái này không thử thách được rồi. Sao lại Coca-Cola lại phịt như thế này nhỉ? Hả? Nước anh em ạ. Ê, chị kìa phụt rồi đi. Hả? Về. Này, anh em nhìn thấy chưa? Này, một chai Coca đầy mà chưa uống luôn nhá. Chưa uống mà xuống một nửa rồi này. Đấy, cách mày về. Đây, anh em nhìn thấy chưa xuống mà hết một nửa thôi. Đây, hết một nửa rồi này. Hết một nửa rồi. Đấy, hết một nửa rồi nha anh em. Uống cái gì nữa, thử thách cái gì nữa. Sao lại Coca là như thế này? Hả? Coca nó mày bị nhiều lắm. Nó đâu có cái gì? Ừ. Nè, đã.
Tao đừng nói chuyện này. Tao đang cần bê mày tao nè. Cái bê gì? Cái là tôi. Anh em thấy chưa? Coca-Cola. Vậy này là hoang mang không biết chuyện gì xảy ra nhá. Không biết chuyện gì xảy ra cả. Rồi, mấy anh em không biết Mento đâu. Này, Mento. Bỏ Mento, bỏ Mento vào. Là Coca-Cola sẽ phụt lên. Gai. Uống ngon không? Để uống ngon từ nào. Ngon. Mát lắm anh em ạ. Đấy. Trời. Ngon. Ngon, cái này mát nhá. Mento này bỏ vào Coca-Cola ấy, mát lắm. Trôn men đen cho vui thôi. Ok nhá, thì clip hôm nay ấy đó là làm Coca-Cola với Mento, trôn men đen cho vui thôi. Chứ clip này là không phải thử thách gì đâu, không phải thử thách đâu. Nào, nghe về Mento đồ ăn vô. Dạ. Ghi là Mento, Mento đen từ rủ. Đây, sư phụ. Đấy. Mento và Coca-Cola ấy nó rất là hay nhá, chơi rất là hay nhưng mà rất là tiếc tại vì mất một nửa ấy em ạ. Mất một nửa như thế này rồi, men đen uống gần hết rồi. Tiếc quá. Nên anh em đừng có làm theo nhá, đỡ mất tiền phí lắm nhá. Ok, thì clip hôm nay mình sẽ dừng tại đây. Và nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh Quang Linh Vlog để cùng mình nhá. Chào các bạn.